Nguyệt Ánh cổng mặt trời, lần đầu tiên khoe con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Ánh đăng tải về cậu quý tử đầu lòng trên mạng xã hội. Không như những nghệ sĩ khác, nữ diễn viên Nguyệt Ánh đã rất kín tiếng về chuyện đời tư, hôn nhân. Thời gian qua, việc cô hạ sinh con trai đầu lòng với ông xã người Ấn Độ đã rất nhiều khiến fan xôn xao. Cách đây vài giờ, người đẹp bất ngờ chia sẻ về cậu quý tử vừa chào đời của mình trên trang cá nhân. Chăm sóc bé là một trải nghiệm thú vị, đặc biệt là với những ai lần đầu làm mẹ như Ánh. Kể từ lúc chàng hoàng tử bé của Ánh chào đời, Ánh có rất nhiều điều muốn tâm sự với mọi người, với các mẹ bỉm sữa như Ánh cũng như những mẹ sắp sửa lâm bồn. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ kinh nghiệm với các phụ huynh. Một trong những hình ảnh hiếm hoi về cậu con trai của diễn viên, cô chọn cách giấu mặt cậu quý tử nhà mình. Nguyệt Ánh khá kín tiếng, cô không hé lộ về tên con, ngày sinh. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ xuất xa khi thấy cậu bé vừa chào đời nhưng lại sở hữu mái tóc khá dài. Trước đó, thông tin Nguyệt Ánh mang thai thiên thần đầu lòng sau hơn một năm kết hôn với ông xã người Ấn Độ đã khiến khán giả khắp nơi hào hứng và gửi lời chúc phúc. Dẫu vậy, cô cũng chỉ chia sẻ chuyện này với một số bạn bè thân thiết.